Hello, xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GBL Nam Định. Quay trở lại với video ngày hôm nay, tiếp tục lại là những sản phẩm lên đường. Ngày hôm nay có sự khác biệt một chút, thì đó là những sản phẩm lên đường và gửi sang bên Mỹ các bác nhé, sang bên Mỹ cho một người anh, một người bạn đồng nghiệp cũng như là một vị khách hàng của em Lĩnh đó. Và một người anh ở bên đấy cũng hiện tại thì cũng là đang kết nối và vẫn đang vận chuyển hàng về cho em Lĩnh để có những sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp, chất lượng và từ Mỹ gửi về để phục vụ cho tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em Lĩnh set up mấy con vang, tổng thể đây là 4 con vang các bác nhé, 4 con vang X12 và một con cốt DBX260. Anh gửi sang đấy cho anh và anh tặng bạn bè của anh ở bên đấy thôi đó. Và ngày hôm nay thì đây, hiện tại thì em Lĩnh đã set up tất cả lên đây rồi đó. Em Lĩnh set up tất cả lên đây rồi và mời các bác cùng xem video và cùng test chất âm đó. Và tí nữa em sẽ test chất âm nhạc và tiếng micro này cho các bác cùng đeo tai nghe và thưởng thức xem cái chất lượng như thế nào các bác nhé. Đó, đây là 4 con vàng X12 đó, hàng bãi các bác nhé, còn mới toanh luôn đó, còn mới toanh luôn, nguyên siêu này các bác này đó. Và một con cốt DBX260 đó. 260 này thì bên đấy thì nó quá là nhiều rồi, nhưng mà bên đây anh ấy muốn là em xét tại đây và gửi sang đấy cho anh ấy, chứ còn các bác ở bên đấy thì cái loại DBX260 này thì ở đấy không thiếu gì các bác nhá. Có mỗi là vang thì ở bên Mỹ thì người ta không dùng vang các bác ạ, bên đấy thì toàn dùng bằng tất cả bằng bản mixer thôi đó, cần hầu như là không dùng vang nữa. Đó, thì anh mua và anh tặng bạn bè của anh ở bên đấy đó. Và hiện tại thì em sẽ set up rất nhiều chế độ ở đây, rất nhiều chế độ ở đây để sang đấy các anh các bác tiện sử dụng. Và em cũng set up hai dòng mic, đó là sen và sure các bác nhé, đó hai dòng mic sen và sure đó, đó là hai cái thương hiệu hàng đầu của thế giới, hai chất âm. Bên đấy anh cũng không thiếu mic sen mic sure. Anh sang đấy là anh chỉ cắm vào là để anh chơi thôi. Cổng 1 thì em sẽ cắm mic sen và cổng 2 em cắm mic sure. Đó. Các bác ở bên đấy các bác thích chơi micro nào thì các bác hát mic đó các bác nhá. Đó. Và hiện tại thì em làm nhạc thì em cũng làm mấy chế độ nhạc luôn. Đó, và hát thì em cũng làm hai chế độ hát các bác nhá, một chế độ thiên về effect chuyên về reverb, hai nữa là một chế độ là hát về dễ hát cho các bác mới trải nghiệm, những người chưa hát chuyên nghiệp thì em sẽ cho nhiều echo lên để cho các bác dễ hát, nhưng mà vẫn song song đó là một chế độ chuyên nghiệp hơn đó. Mặc dù ban đầu thì hơi khó làm quen, nhưng khi các bác đã làm chủ được rồi thì thực sự đó là một cái trải nghiệm mà cực kỳ là tuyệt vời và sẽ không bao giờ các bác quay lại ở cái chế độ hát echo kia nữa các bác nhé. Đó, chuyên nghiệp thì sẽ là như thế. Ok, và sau đây mời các bác cùng quay trở lại với một ca khúc em sẽ hát trên hai nền tảng, hai chế độ các bác nhé. Đó, một các bác thử đoán xem là chế độ đầu tiên, nửa bài hát đầu tiên em hát chế độ gì, và nửa bài hát cuối cùng, bài hát đoạn sau thì em sẽ hát chế độ gì các bác nhá. Ok, mời các bác cùng đeo tai nghe và cảm nhận cái chất âm em Lĩnh set up vang số. Ok. Ok, xin mời các bác cùng quay trở lại với một ca khúc Vì Sao Thế. Đừng quên dành tặng cho em Lĩnh xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Lĩnh GBL Nam Định. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Đến
làm gì để rồi nay em ra đi, đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong, vẫn còn đây tiếng nói yêu anh, vẫn còn đây những phút vui buồn, chỉ mỗi riêng em không còn đây không gian vắng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em? Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trách than mình vì đêm mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau của ta? Hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không bắt theo lời yêu em đã nói với anh? Đành lòng vẫn bước quay mặt đi mãi, vẫn bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Ok, em cho sang cái chế độ hai. Có bao giờ lòng yêu anh không em? Cớ sao người vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi tranh than mình vì đêm mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau của ta? Người hãy nói với em vì sao thế, không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với anh? Đành lòng vẫn bước quay mặt đi mãi, vẫn bước quay mặt không về, không cho anh một mong khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Ok, xin cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhé.